Thưa quý vị và các bạn, năm 2013 là một năm khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới và trong nước. Tuy nhiên, thu hút đầu tư vào Nghệ An vẫn đạt được những kết quả khả quan. Điều này thể hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư trong năm 2013 là đúng trọng tâm, trọng điểm và đã lựa chọn được các lĩnh vực dự án đầu tư cụ thể để kêu gọi thu hút đầu tư. Dự án may mặc với nguồn vốn đầu tư 100% của Nhật Bản tại huyện Yên Thành vừa chính thức khai trương cuối tháng 10 năm nay. Dự án này là của công ty trách nhiệm hữu hạn MLB Tenergy, được khởi công từ giữa năm 2012 trên diện tích 15.000 m² tại cụm công nghiệp thị trấn Yên Thành, có tổng mức đầu tư 3,75 triệu USD. Bắt đầu từ tháng 5 năm 2013, nhà máy đã đi vào hoạt động, tạo việc làm cho 500 lao động địa phương với mức lương từ 2,7 đến 3,5 triệu đồng một người một tháng. Dự kiến sản lượng mỗi năm đạt 1,5 triệu sản phẩm. Đây là dự án đầu tiên và có quy mô lớn trong ngành sản xuất may mặc của Nhật Bản được đầu tư tại huyện Yên Thành và cũng là nhà máy thứ hai của công ty trách nhiệm hữu hạn MLB Tenergy đầu tư xây dựng tại Việt Nam. Qua một đối tác giới thiệu, chúng tôi tìm hiểu và thấy Nghệ An là một tỉnh có nguồn nhân lực rất dồi dào, khí hậu khắc nghiệt nhưng con người nơi đây cần cù chịu khó và còn nhiều cơ hội cho chúng tôi đầu tư sản xuất. Vì thế chúng tôi chọn Nghệ An là nơi để xây dựng nhà máy thứ hai sau Thái Bình. Sang năm chúng tôi sẽ mở rộng thêm một nhà xưởng nữa. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng để thu hút thêm nhà đầu tư, tỉnh nên cải thiện thủ tục hành chính, nên có một cơ quan hướng dẫn giúp đỡ nhà đầu tư về thủ tục. Đến hết tháng 11 năm 2013, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng thêm là trên 12.885 tỷ đồng cho 72 dự án, trong đó cấp mới 67 dự án đầu tư trong nước và 5 dự án FDI với tổng vốn đầu tư trên 21 triệu USD, điều chỉnh tăng thêm cho một dự án có vốn đầu tư 6.501 tỷ đồng. Không chỉ có các dự án được triển khai và đi vào hoạt động, năm 2013, tỉnh Nghệ An đã đón nhiều nhà đầu tư vào tìm hiểu, khảo sát tiềm năng lợi thế của tỉnh, hứa hẹn sẽ có nhiều khởi sắc trong lĩnh vực thu hút đầu tư. Mặc dù mới ở Nghệ An có một ngày thôi, nhưng tôi cảm thấy Nghệ An là một tỉnh có tiềm năng lâu dài, cũng như thấy được sự quyết tâm của lãnh đạo tỉnh và đặc biệt là sự năng động của các đồng chí. Với sự nỗ lực hợp tác của BKMX Singapore, chắc chắn dự án này sẽ có tiềm năng rất là lớn. Có được những kết quả khả quan trong thu hút đầu tư như vậy là nỗ lực không nhỏ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ban ngành liên quan. Năm 2013 là một năm tỉnh ta đã tập trung nhiều cho các hoạt động xúc tiến đầu tư, thể hiện ở những chuyến công tác, các hội nghị gặp mặt đối thoại với các đối tác đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt, đây là năm hợp tác đầu tư với các tỉnh phía Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản được đẩy mạnh và có những kết quả khả quan. Để mà đạt được cái huy động tối đa mà cái nguồn lực cho cái sự đầu tư phát triển, thì Ủy ban nhân tỉnh đã chỉ đạo tiếp tục xây dựng, ra soát, bổ sung và tổ chức thực hiện các loại quy hoạch, kế hoạch về phát triển kinh tế xã hội. Chúng ta tập trung vào những cái khu vực đầu tư, ví dụ như khu công nghiệp Đông Hồi, Hoàng Mai gắn với vùng Nam Thanh Bắc Nghệ, rồi ở khu vực thành phố Vinh á, thì chúng ta cần gắn với Vĩnh Cửa Lò, nằm trong cái khu kinh tế Đông Nam của Nghệ An và vùng Nam Nghệ Bắc Hà. Rồi ở khu vực miền núi phía Tây, chúng ta cũng thu hút các cái đầu tư mà chúng ta có thế mạnh. Năm 2013 sắp kết thúc, những kết quả khả quan trong xúc tiến đầu tư năm nay sẽ là những tiền đề quan trọng cho triển vọng thu hút đầu tư vào Nghệ An trong những năm tiếp theo.